Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái loại hay phổ biến trên pin 10 cell cũng như pin 15 cell ha. Thì tất cả các chân pin đều giống nhau. Thì pin này là pin 21V. Thì khi cái lỗi này á, khi mọi người ghim vào nè ha. Bấm này nè. Dung lượng pin thì hết, nhưng mà ghim vào nè ha. Mọi người để ý nè. Sạc nó rất là nhanh đầy. Ghim vô là báo đèn xanh. Chút xíu nữa là báo đèn xanh liền ha. Nhưng mà khi mà lấy ra xài thì không xài được. Là cái lỗi này là nó bị tụt nguồn các bạn, bị tụt nguồn trên pin á. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra xem coi nó sẽ bị cái gì ha. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để mà kiểm tra nha. Đây, bây giờ mình sẽ tháo ra ha bạn. Này ha. Thì bên trong của nó cái này xài mạch 3 phết nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người là có hai cách để kiểm tra. Cách thứ nhất ha. Cách thứ nhất là mọi người sẽ dùng cho mình cái động cơ này nè. Cái động cơ 21V nha các bạn. Nguồn 21V, 18 đến 21V. Mọi người sẽ test thử cho mình ha. Test thử cho mình xem coi là cell pin nào nó bị tuột nha các bạn. Thì đây nó sẽ có từng cặp ha. Đây, một cặp nè, hai cặp nè, ba cặp nè, bốn cặp nè, năm cặp nè, cộng trừ nha bạn. Bây giờ mình sẽ thử từng cặp ha. Mình thử từng cặp này trước nha. Quay ha bạn. Đây, motor quay ha. Cặp thứ hai motor quay nè. Nè, cặp thứ ba mọi người sẽ thấy nè. Motor vẫn quay nhưng mà nó rất là yếu nha. Đây. Đó. Nó không quay nổi ha. Đó, tắt luôn motor. Rồi. Từ motor quay bình thường ha. Đây. Vậy là mình sẽ cái cặp này nè. Cái cặp này là nó bị, một là chai pin ha. Pin nó bị tuột nguồn. Thì bây giờ kiểm tra cái đó, cái mạch của mình nè. Cái mạch của mình thì không sao, cái này là pin nó bị tuột nguồn các bạn. Thì mình sẽ thay cái cell pin này ra nha. Thì trên mình có bán tất cả các phụ kiện để làm pin các bạn. Thì mọi người liên hệ cái số điện thoại phía bên trên cái màn hình á, thì mua phụ kiện làm pin nha. Tất cả phụ kiện mình đều có, giỏ cho tới mạch cho tới cell pin nha. Đây ha cả nhà. Đây. Cell pin này. Cái bên này không chạy nè. Không chạy, vậy là cái cặp này nè. Đây nè. Nguyên cái dây này ha, dây này nè. Dây này của con này, hai này nè. Là ba cục này, trong ba cục này sẽ có cell bị tuột nha bạn. Khả năng nó sẽ cuối nè. Thì bây giờ mình muốn thay thì mình sẽ tháo ra. Mình tháo ra mình thay nha bạn. Tháo ra thay. Thì mọi người có thể là dùng cái hàng á, kho hàng hoặc là có máy. Có máy thì thợ chuyên đóng pin người ta mới có máy nha. Cái này nếu mà bị thì mình mua về, mình cắt ra, mình hàn lại. Không thì mình sẽ gửi đi cho ta sửa ha, bảo hành. Sửa bảo hành. Thì cái lỗi tụt nguồn á, tụt nguồn thì mọi người cái cách thứ hai để mà kiểm tra cái lỗi tụt nguồn này á thì mình dùng cái đồng hồ nè, đồng hồ VOM này ha. Mình để thang đo là điện 1 triệu nè, 20 nha, 20V. Thì mình sẽ kiểm tra tổng cái thằng này ha, xem nó nhiêu. Nó phải nằm là từ 18 cho tới 21 nha bạn. Đây, kiểm tra trên đây luôn ha. Rồi mình sẽ kiểm tra từng cell nè. Cái này là tổng nè, nó có chỉ có 16,7 thôi ha. Nè, cell đầu tiên nè, ba cell đầu tiên là 4V nè, 4,06V nè. Nó phải từ 3,7 cho tới 4V nha bạn. Xe thứ hai cũng 4,06V nè, mọi người thấy không? Xe thứ ba nè. Xe thứ ba là nó tuột nè, 0,43V ha. Xe thứ tư là 4,06 nè.
5406 ha. Đó. Thì mình chỉ cần thay, mình tháo ra. Mình muốn chính xác là viên pin nào bị hư ha. Bây giờ mình sẽ tháo. Tháo ba viên pin này ra, lấy ba viên pin này ra luôn. Ba viên pin này ra xong bắt đầu mình sẽ kiểm tra từng viên. Xem coi là nó bị cái viên nào bị tuột ha. Mình sẽ gắn cái viên vào, viên khác vào và mình hàn lại thì xài bình thường nha bạn. Nhưng mà khi gắn vào mọi người nhớ cân bằng pin nha, cân bằng pin cho mình. Thì cân bằng pin cho nó đều pin thì nó không có hư cái cục còn lại ha. Ví dụ như mọi người không cân bằng thì nhiều khi nó kích vào nó không đều thì nó dễ hư những cái cục còn lại nha bạn. Thì mọi người ai có mua phụ kiện nữa thì liên hệ mình nha, có số điện thoại trực tiếp trên màn hình.